Đã có 6 năm đi vào hoạt động, phố sách Hà Nội đã trở thành địa điểm lý tưởng, không gian văn hóa, sinh hoạt, giáo dục, phát triển văn hóa đọc cho người dân thủ đô nói riêng và du khách nói chung. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, người dân thủ đô đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động ở phố sách. Đa dạng các đầu sách được nhà xuất bản trưng bày, rất nhiều đầu sách đang được bán với giá khuyến mãi. Làm việc tại Thanh Hóa, nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Khánh Linh đã cùng với gia đình ra Hà Nội du lịch và không quên đến phố sách ở thủ đô. Bản thân tôi thì là một người khá là thích đọc sách và theo như trong hiểu biết, tìm hiểu thì biết được là phố sách thì khá là nổi tiếng về sách và những cái hoạt động trải nghiệm khá là thú vị. Đặc biệt là những cái hiệu sách ở đây thì khá là đa dạng và phong phú về sách, những cái nguồn sách từ khắp nơi đổ về đây. Nên là chỉ cần tìm kiếm một cách đơn giản, nhanh chóng thì chúng ta đã có thể có một quyển sách vừa ý và vừa mình mong muốn. Ngày nay thì mạng xã hội và Internet khá là phát triển. Chúng ta có thể lựa chọn việc đọc sách hoặc là nghe sách nói ở trên mạng chỉ bằng đơn giản bằng một cái smartphone hoặc là một cái máy tính gì đó, có thể nghe bất cứ lúc nào. Nếu xét về tính tiện dụng thì nó khá là phổ biến và ứng dụng, có tính ứng dụng cao. Thế nhưng mà cái văn hóa đọc sách của người Việt thì nó chưa bao giờ là hao mòn. Đặc biệt là khi mà chúng ta được cầm tận quyển sách và nâng niu chúng để có thể được khám phá hết tất cả những kiến thức của nó mang đến cho chúng ta. Nhiều bậc phụ huynh cũng lựa chọn phố sách là điểm du lịch trong kỳ nghỉ lễ để bồi đắp niềm say mê tri thức cho con trẻ. Đến với phố sách, các em được tham gia các hoạt động đọc sách, chọn sách và vui chơi. Hôm nay con đến hội sách với mẹ và bạn con ạ. Ở hội sách thì con thích nhất là những quyển sách mà con có thể đọc được. Con chỉ mới khi hôm nào cũng có hội sách thôi ạ. Với cả là hội sách này sẽ được lan rộng ra để mọi người cũng có thể tìm những quyển sách hay để đọc. Bên cạnh bày bán sách, nơi đây cũng có những quầy đồ lưu niệm với các loại đá phong thủy, trang sức, đồ thủ công rất đa dạng và phong phú. Mẹ con vừa mới đẻ em bé nên là con đi cùng mọi người đến phố sách này ạ. Ở phố sách này có rất nhiều sách, có cả trò chơi. Con có mua vàng để làm kỷ niệm cho em con nữa. Được biết, phố sách Hà Nội mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ. Riêng các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật sẽ có thêm hội chợ đêm được tổ chức từ 15h30 đến 22 giờ.